Lịch sử Việt Nam có cả một bề dày 4.000 năm văn hiến. Vương Trãi thăng bài Bình Ngô Đại Cáo, một chương thiên cổ kỳ văn bất hủ, từ 600 năm trước đây đã viết: Duy ngã Đại Việt chi quốc, thực xưng văn hiến chi bác. Nhưng nước Đại Việt chúng ta thật sự là một nước văn hiến. Văn là văn hóa, là văn chương, đạo lý. Hiến là nhân vật đặc biệt, nhân tài kiệt xuất, học rộng biết nhiều, có công đánh giặc cứu nước, giàu kinh nghiệm sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng nước nhà. Đất nước Việt Nam hiện nay vẫn còn đủ những dấu vết chứng thực lời Nguyễn Trãi. Nguồn gốc xa xưa thì còn có răng người vận Bình Gia, các công cụ sơ kỳ đồ đá cũ ở hang núi Đọ và đền Hùng, lăng tổ Hùng Vương trên sườn núi Nghĩa. Công đuổi giặc thì dấu vết nhiều không kể xiết. Nào đền Sóc Sơn ghi công thánh gióng, cọc Bạch Đằng ba lần diệt quân Nam Hán, quân Tống, quân Vương và biết bao nhiêu dấu vết khác. Văn hóa lâu đời thì còn Sò Điệp Quỳnh Văn, Trống Đồng Lạc Việt. Để ghi lại những truyền thống tốt đẹp ấy cho cháu con ngàn tuổi noi theo, nhân dân Việt Nam trước khi có những pho lịch sử thành văn, bên cạnh loại văn chương truyền miệng còn sớm biết sử dụng một công cụ khác vô cùng đắc lực, đó là thứ ca, điệu múa, với sức hấp dẫn kỳ diệu của nghệ thuật thâm sâu mãi mãi vào tư duy tình cảm con người. Ca trù là một trong những bộ môn ca múa ra đời sớm nhất trong lịch sử Việt Nam theo yêu cầu đó. Nguồn gốc thật sự của ca trù như thế nào và tại sao bộ môn nghệ thuật này lại có một đời sống rất lâu dài, ít ra cũng từ đầu nhà Lý, từ đầu thế kỷ thứ 11 đến thời đại hiện nay, mãn ni trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp chống Mỹ, rồi lại được cả thế giới nhắc nhở đến với giải thưởng thứ nhất về âm nhạc cho lão nghệ sĩ Quách Thị Hồ với bài Tỳ Bà Hành lừng tiếng của nghệ thuật ca trù. Từ nửa thế kỷ trước đây, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, cựu hội trưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam sau cách mạng tháng 8, đã viết rất nhiều bài nghiên cứu về ca trù và khẳng định: chúng ta có thể tự hào rằng không một tiếng hát nào trên thế giới có thể đẹp như tiếng hát của đào nương. Mà về người đào nương ca trù, ông nói đó là một giống chim họa mi của thơ ca Việt Nam. Có thể nói rằng trong tất cả các môn nghệ thuật ca múa Việt Nam thời xưa, không có môn nào được sử sách, kể cả các bộ sử chính thống như Khâm Định Việt Sử, Việt Sử Lược, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói đến nhiều như môn ca trù. Nhiều học giả lớn trong nhiều thế kỷ trước như Ngô Thị Sĩ, Phạm Đình Hổ đã nghiên cứu khá sâu sắc môn nghệ thuật độc đáo này, từ xuất xứ đến đời sống xã hội và cái đẹp, cái hay của nó. Từ những điệu hát, điệu múa, trò vui dân gian đạt đến một mức nghệ thuật nào đó được đông đảo nhân dân yêu thích, ngay sau khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, ca trù đã được nhà nước phong kiến thâu nhận ngay và tổ chức quản lý rất chặt chẽ. Ngoài dân gian, các nghệ nhân ca trù được tập hợp thành các giáo phường có chức quản giáp quản ca điều khiển để sinh hoạt nghiệp vụ. Trong cung đình, ca trù được đặt dưới sự chỉ đạo của ban nhã nhạc để được tập trung nghiên cứu, nâng cao thêm về nghệ thuật nhằm phục vụ cho các ngày hội, ngày lễ lớn và các yến tiệc thường ngày, yến tiệc ngoại giao của vua chúa, của triều đình. Trên giải đất Việt Nam, liên tục trong khoảng 10 thế kỷ trước đây, ca trù chiếm một vị trí rất lớn trong đời sống văn hóa, song song phục vụ từ các làng xóm nông thôn đến cung đình vua chúa. Với tính chất vừa dân gian vừa bác học của nó, ca trù chia thành hai bộ phận rõ rệt nhưng thường xuyên xen kẽ với nhau. Một là bộ phận hát cửa đình với phần văn học, bác học, điển nhã gồm các điệu hát thờ, múa thờ,
ca ngợi công lao trị dân giúp nước của các vua chúa, thần thánh và các danh nhân lịch sử, ca ngợi non sông tươi đẹp, nhưng lại có các trò vui tạp khĩ hết sức dân gian. Và hai là bộ phận hát ca quán gồm những bài hát trữ tình, mang đậm chất thơ hơn, đi sâu vào tâm tư, tình cảm riêng tư của con người. Với nội dung nghệ thuật như vậy, tiếng ca trù, đặc biệt là phần hát cửa đình, đi rất sát với tục lệ sinh hoạt của nhân dân, nhất là nhân dân nông thôn. Mùa xuân, nông thôn Việt Nam từ ngàn xưa vẫn có lệ mở hội tế thành hoàng làng, vị thần cai quản làng, chúc năm mới dân yên mùa đẹp. Nhiều làng giàu có thường xuyên ký kết, ngày nay ta gọi là ký hợp đồng với các giáo phường để mời đào kép đến phục vụ cho hội tế thần của làng mình. Đào kép đi hát theo giao kèo như thế gọi là hát lệ. Bản thân đào kép ở nông thôn sống bằng đồng ruộng, chỉ đến gần ngày hội của làng đã ký kết giao kèo với giáo phường mình mới sửa soạn cây đàn, cỗ phách, cỗ sênh lên đường đi hát. Nơi mở hội chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp. Cuộc đón tiếp rất long trọng giữa không khí hội hè sôi nổi với các sới vật chúng đánh liên hồi và những cuộc trọi gà, những cây đu bay vút trời xanh. Để tỏ lòng hiếu khách, nhiều nơi còn đốt pháo chào mừng các sứ giả của nghệ thuật đến với làng mình. Thank you.
Ô là vậy, mưa hòa gió thuận, bể lặng sông trong, đã dẹp xong lũ kiến đàn ong, nay vỗ cửa tôi xin giáo trống. Ô làm vậy, non sông một dải, tụ hội mừng xuân, quán giác tôi xin dâng cách giáo hương, cho phải phép trò nào giáo ấy. Trang nghiêm, long trọng với bài giáo trống của quản giáp họ ông kép đàn già nhất bọn. Hầu hết các vị thành hoàng húc thần của các làng là những vị danh tướng có công đuổi giặc khi còn sống. Vì vậy, lời giáo trống của quản ca, của quản giáp thật là thích hợp. Trời quang mây tạnh, biển lặng sông trong, đã dẹp xong lũ kiến nản ong, có nghĩa là đã dẹp xong hết giặc. Thế thì nay vỗ cửa tôi xin giáo trống, tức là nổi trống mời làng vào liên hoan thắng lợi. Hát ca trù, có người đánh trống chầu để điểm câu văn, khen tiếng đàn giọng hát. Trống chầu của hát cửa đình là trống lớn, loại trống thường treo ở đình làng, viếng canh, trường học. Chính cũng là loại trống chặn thời xưa, con cháu của chiếc trống đồng tuổi già. Hát cửa đình ca ngợi chiến công của thần thánh anh hùng, vì vậy cho nên phải cầm chầu bằng trống lớn cho thêm hùng dũng. Kèm theo tiếng trống là tiếng chiêng đồng điểm nhẹ vào nhịp phách, do một cô đầu già người gõ cho đào kép đứng trên chiếu trước mặt bàn thờ đàn hát. Với lối hát thờ, đào kép không được ngồi như trong ca quán, kép phải đeo đàn vào một đai lưng bằng lụa hồng hoặc lụa xanh đứng mà gảy đàn. Đào cũng phải đứng, hai tay cầm hai chiếc sinh gõ vào nhau mà hát. Mở đầu là bài Thét Nhạc, một khúc hát cổ nhất của những ca trù. Thét Nhạc có sách nói là do hai chữ thiết nhạc, là trình bày nhạc khí trước khi hát. Nói như vậy có lẽ là vì bài hát này chủ yếu là trình bày chất nhạc, còn lời ca chỉ đạt phụ. Nhạc của bài Thét Nhạc rất lạ, sử dụng hết cả năm cung Nam Bắc Huỳnh Pha Nao của nhạc ca trù. Tiết tấu biến ảo rất tinh vi, lời văn rời rạc, nhiều câu khó hiểu, nhưng lạ một cái là có tiếng hát đệm cho tiếng nhạc, thì tiếng nhạc thì cái chất nhạc nó càng cao thêm cấp độ. Phải chăng trong bài Thét Nhạc, cổ nhân Việt Nam đã sớm nghĩ đến việc sử dụng thanh điệu đặc biệt của tiếng nói Việt Nam để hòa với tiếng đàn? Nguyên do ra sao chưa rõ, chỉ biết rằng bài Thét Nhạc là một trong những bài kinh điển độc đáo và hay nhất trong lối hát cửa đình, xứng đáng là một bài nhạc dạo đầu gợi cảm cho toàn bộ hát. Đâu
sông hồ nước biếc cầu khô quang quanh đáy nước long lanh dạo ngồi chơi thủy thank you.
một bài theo thể hát chuyện. Hát chuyện là đem một tập thơ ra hát theo điệu ca trù để giới thiệu cho người nghe. Vì là hát là giới thiệu chuyện nên lối hát này chuyển làn chuyển điệu rất nhiều, nhấn mạnh vào nội dung tình cảm để tác động vào thính giả. Làn điệu khi khoan thai, khi sôi nổi, dồn dập, đòi hỏi người hát phải có một công phu luyện tập rất cao. Ca trù đó, đó là nó là một đời sống văn hóa. Tôi từ đó tới giờ có sự, tôi có dịp suy nghĩ, tôi đi sâu đọc sách và hỏi bạn bè, học với các nghệ nhân
thấy rõ rằng là không phải dân tộc nào cũng có cái nghệ thuật cao như thế. Và một nhà thơ làm được bài thơ hay thì đi tìm một người có giọng hay để mà ngâm nga lên, rồi có người đàn đem theo cái giọng hát đó, và cái người tác giả có thể cầm cái trống đánh để khen, để tỏ cái tán thưởng của mình đối với cái giọng hát, giọng đàn đó. Thì rõ ràng một cái sinh hoạt không phải là kép, mà ở trong một cái nước đời sống lúc bây giờ có lẽ cũng không phải là đứng về mặt vật chất ấy, không phải là cao lắm, nhưng mà rõ ràng là một cái đời sống rất là cao quý về mặt văn hóa. Cái con người ở nông thôn cũng như là ở các thị trấn, những ở đô thị mà thưởng thức được cái đó, văn hay, âm nhạc hay, tiết tấu trong phách hay, và đặc biệt là cái ngôn ngữ Việt Nam có thanh điệu. Trong thế giới không phải là nhiều dân tộc có thanh điệu như thế đâu. Và thanh điệu đó khi nó biến thành âm nhạc cũng không phải là trong thế giới có nhiều dân tộc sẵn sàng ghi cái điệu nhạc xuất phát từ thanh điệu đó đâu. Mà người Việt Nam chúng ta có thanh điệu giàu, mà quan tâm, quan trọng cái thanh điệu đó. Và các nhạc sĩ hiện đại viết nhạc ra cũng ghi nốt đàng hoàng. Và cho nên có đó là một cái hết sức. Now.
làm sao sớm trong lịch sử ca múa Việt Nam. Vì vậy nó đã được các bộ môn khác như chèo tuồng, quan họ, hát xoan, hát văn thừa kế rất nhiều điệu. Bài Phú Lưu Bình của lối hát Tờ Đình là một ví dụ rõ ràng về việc chèo thừa kế ca trù. Cũng như điệu hát lót trong đoạn đầu bài hát du nổi tiếng của ca trù cũng là một điệu hát cửa đình đã được bộ môn chèo cải biên thành một điều khác rất hay của mình. Trong môn chầu văn thì cũng có rất nhiều điệu hát ca trù, thậm chí để nguyên cả tên gọi, tên điệu. Vừa hát cửa đình trang nghiêm, hoành tráng, với khói hương nghi ngút trên bàn thờ, các đồ binh khí bày hai bên phía ngoài hương án, và các bài ngâm thơ độc cú đầy tính bác học, nhưng lại kết thúc bằng một điệu múa hoàn toàn dân dã, điệu bỏ bộ. Với những động tác múa đơn giản, mô phỏng các hoạt động bình thường hàng ngày của người phụ nữ nông thôn như là bắt ốc, xe chỉ luồn kim. Điệu bỏ bộ cũng không phải là một điệu hoàn toàn nói về cái cuộc sống bình thường của người dân như vậy. Trong cuộc sống bình thường của cái người nông dân, người phụ nữ nông thôn, xe chỉ luồn kim như thế, bắt ốc như thế, nhưng mà lúc nào cũng sẵn sàng kiên quyết đuổi giặc, giữ nước, giữ lên non sông gấm vóc của mình, chống đánh thùng thùng, dục quân ta tiến, ta đánh trận này đuổi đến ngoại bang, bỏ công đánh mác mài hương. Đó là một câu trong một sấp rất nổi tiếng của bài Bảo Bộ.
quê nó. Lối dừng tiếc vừa mặt nỗi dừng nhỏ thấy sương, thấy sương bò liệu bò về mà thôn thôn dân này cho Quan âm người dáng mờ à.
Tôi chờ là ôi à là thì chờ.
coi thử xem đỏ ai. Về à, có ai xuôi lữ về cho em nhắn đi, cho em nhủ à, bên này à nhời về nhắn cùng là cùng anh hai xuống đi, cũng có xuồng thuyền là xuống thuyền suối đông, là em có quản bao là thì lên thăng đi, là em lại à bên nay à xuồng gành, là anh rằng hai ơi là em có quản bao là thì lên thăng đi, là em lại à bên nay à xuồng gành, là hư hư hôi hư hư là hư hư hôi hư. Phận em là phận gái cũng có mà đào, là má đào duyên đưa, là dù có yêu nhau là thì non cũng y, là non cũng à bên nay à như dù là anh rằng ba ơi, là dù có yêu nhau là thì non cũng y, là non cũng à bên nay à như dù là hỡ chẳng ơi nơi lại mặt là nước y cũng có càng nhìn là càng nhìn nó nước càng xinh hư dáng ơi hư sơn rằng là sơn thủy thơ ngâm ơi là ngâm ngoài ái cũng có rượu bình, là rượu bình giải trí trong qua hở dáng ơi hở anh đến đi chơi quý vậy đôi người ơi, mỗi người giàu mà soi mỗi chén mấy cho em ý
gần chùa dầu mà chẳng bên mấy duyên hương ý chú nào là sang ngõ trắng xuống sang cái trong ý làng cũng ý có
qua nơi nọ là có nơi hơn. Dạ ngó mây trông, dạ ngó vào trông, ngày ngày dạ. Bạn thời tình chung mà không thấy bạn ý sang ý. Tình nhị không ô, tình là em không thấy tình ô này sang. Ô này sang sang ô liêu phàn xê liêu cộng tình không. Ô tình là em không thấy tình, xe chỉ ô mây kim bên lúa hòn kim. Ô mây ngồi rồi xe chỉ đôi chim mơ tình là đôi chim thư tình ô này sang. Ô này sang sang ô sang liêu phàn xê liêu cộng tình chim. Ô tình là đôi chim thư tình vang tai nghe tang ly tình là nghe lệnh ngỡ qua nơi nọ lưỡi như chèo đua bên nó kia sông tang ly tình là sông có miếu có hà chùa. Qua lời nọ lớn như miêu hà thiêng ấy có hà chùa. Qua lời nọ lớn như miêu hà thiêng cây trúc sinh tang lý tình là cây trúc mọc. Qua lưới nọ lưới như bờ ao chỉ ba xin tang lý tình là chỉ ba đường đứng nơi hà nào. Qua lưới nọ lưới như cung hà xin đứng nơi hà nào. Qua lưới nọ lưới như cung hà sinh tìm người la đến dậy la la hơi ấy mây cao đến dậy cầu đến dãy hàng cầu đến dãy cũng có hàng dầu chẳng thấy đôi người đâu. Tôi đi tìm duyên, duyên là ai, đi tìm ai, đôi chúng tôi có đi tìm là tìm duyên. Tìm người là đến dậy là hỡi ấy mây
dãy hàng hương, đến dãy cũng có hàng đường ư, chẳng thấy đôi người đâu ha. Tôi đi tìm duyên lại đi tìm ai, đôi chúng tôi có đi tìm là tìm duyên. Là Hồng Vân đi ha, nay đợi ha, cha lòng mà lại gió răng anh rằng ha hài ơi, con có nhẹ mà thầm mi thoáng đi, thầm mi thoáng đi chăng ô là thầm thoáng bóng chăng đi. Này vì căn ô là không duyên lợi, cũng rằng có đâu đâu em đến thế thế này, tựa hồng gió mà lại trông mây. Em xin quan họ người đừng tựa hồng gió mây, ô là tượng gió trông mây. Kẻ bắc đi người nam, đôi tôi chạy ra về, ai làm kẻ bắc đi ngựa hồ, ai ơi rằng là chim vỉa thử hồi hương. Chúng tôi giàu lòng vậy, cầm lòng vậy thử hồi hương. Biết làm rằng sao đây, quan họ nghĩ chúng tôi ra về, hỡ hôi hỡ là hỡ hôi hỡ. Sao chẳng đi thường tình, quan họ nghĩ chúng tôi ra về, lưỡng trên sao chẳng nghĩ thường tình, chớ chung tình đôi tôi giàu mà luôn chịu hồi hư. Chúng tôi giàu lòng vậy, cầm lòng vậy.